Sau 21 ngày, kỷ lục chưa từng có của đường lên đỉnh Olympia được lặp lại. Hồng Liên đến từ trường Trung học phổ thông Mê Linh, Hà Nội. Bạn có chia sẻ ở đây là cứ đều đặn mỗi tháng bạn lại gửi một bản đăng ký. Để có thể có mặt trong chương trình đường lên đỉnh Olympia ngày hôm nay thì em đã phải nộp đến 6 bản đăng ký với 6 lần nộp khác nhau ở mỗi đợt ghi hình khác nhau ạ. Rất tâm huyết đấy ạ. Và bạn có nói về bản thân mình là sở trường soi lỗi chính tả. Nói chung là em cũng thích tìm hiểu cả tất cả những cái gì liên quan đến tiếng Việt và các từ địa phương ở các vùng miền khác nhau trên cả nước. Vâng, cái việc mà soi lỗi chính tả thì ở trên mạng người ta dùng cái thuật ngữ là cảnh sát chính tả đấy ạ. Vâng, bây giờ thì bạn đã sẵn sàng khởi động chưa? Em đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Đỗ Hồng Liên. Câu hỏi đầu tiên. Dâm thiên kép và dâm thiên tí, báo 10 điểm đầu tiên. Theo chuyện dân gian Việt Nam, Trang Bình, chính xác. Theo truyền thuyết vị vua nhất con trưởng đến thành phố nào chúng ta được sang về Ninh Kiều, chính xác. Sống trong đời thường để có đi chính xác. Before Christ Việt Nam không phải, chính xác. Trong các kim loại sau kim loại nào được loại người tìm ra? Đồng ạ. Copa America là giải vô địch, chính xác. J-League là hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp. Tập hợp nào sau đây chỉ toàn các phân tử có giá trị dương? Xuống cái tố, chính xác. Nếu khi gọi được thôi ta cùng mà vật lấy đã. Đang đâu? Chính xác. Chính sách giải phóng vĩ đại. Liên Xô. Nước là yếu tố vừa hỗ trợ vừa cộng. Mùi dưới nước. Bạn có thêm 10 điểm. Ngày rằm là ngày mấy âm lịch hàng tháng? Chính xác. Đúng. Bạn có thêm 10 điểm ạ. 150 điểm rồi. Vâng, rất nhanh chóng và khi tôi chỉ mới đọc được từ đầu tiên của câu hỏi thôi bạn đã trả lời rồi. Tốc độ nhìn máy tính cũng như là trả lời của bạn cực kỳ nhanh và còn chính xác nữa. Chúc mừng bạn với 150 điểm. 150 cũng chính là số điểm hiện giờ đang giữ kỷ lục về số điểm khởi động cao nhất. Đã có một bạn học sinh của trường chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội vừa mới lập cách đây ít tuần thôi. Và bây giờ thì bạn cũng đã bằng với bạn ấy rồi. Rất là chúc mừng Hồng Liên. 21 năm mới có một thí sinh lập kỷ lục 150 điểm thi khởi động nhưng chỉ mất 21 ngày để chương trình lại có thêm một kỷ lục gia như vậy. Lần này kỷ lục gia là một nữ sinh Hà Nội. Dường như chất lượng thí sinh đường lên đỉnh Olympia cả mùa sau càng xuất sắc hơn trước. Bằng chứng là kỷ lục 150 điểm ở phần thi khởi động tưởng rằng rất khó phá vỡ vừa được lặp lại sau khi được thiết lập chỉ 21 ngày. Trong số phát sóng ngày 6 tháng 6 năm 2021 của đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Thiện Hải An, Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã lập được kỷ lục này. Kỷ lục được coi là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 21 năm của chương trình đường lên đỉnh Olympia, nhưng chỉ 21 ngày sau, trong số phát sóng ngày 27 tháng 6, một nữ sinh khác cũng đã chạm tới kỷ lục này. Đó là Đỗ Hồng Liên, Trung học phổ thông Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể, trong cuộc thi tuần đầu tiên của quý 4 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, thí sinh Đỗ Hồng Liên thi đấu cùng với Trương Công Minh, Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi, Võ Quốc Thịnh, Trung học phổ thông Trần Văn Thời, Cà Mau và Phan Thu Huyền, Trung học phổ thông Thái Hòa, Nghệ An. Trong phần thi khởi động, Hồng Liên xuất sắc ghi được 150 điểm. Điều này có nghĩa Hồng Liên đã san bằng kỷ lục điểm số khởi động cao nhất trong lịch sử 21 năm Olympia do Nguyễn Thiện Hải An thiết lập trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3. Phần thi của Hồng Liên được MC của chương trình cũng như các khán giả lâu năm đánh giá rất cao. Thí sinh này có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tới mức MC Ngọc Huy chỉ mới đọc từ đầu tiên của câu hỏi, Hồng Liên đã đưa ra đáp án chính xác. Cùng bởi vì Liên trả lời quá nhanh, đôi khi khán giả còn không nghe rõ lời của cô. Liên đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập thi Olympia. Cô cũng là một thí sinh cực kỳ tâm huyết với cuộc thi này. Chia sẻ tại trường quay cuộc thi, Hồng Liên cho biết cô đã đăng ký tới 6 lần, mỗi tháng một lần để có cơ hội tham gia đường lên đỉnh Olympia. Và với kết quả cuộc thi tuần đặc biệt ấn tượng, Liên đã thỏa lòng mong mỏi. Với điểm số khởi động là 150, Hồng Liên có ưu thế dẫn đầu đoàn leo núi. Thí sinh bám đuổi gần nhất là Công Minh 80 điểm, Quốc Thịnh 70 điểm và Thu Huyền 20 điểm. Ở phần thi vượt chướng ngại vật, có từ khóa cần tìm gồm 6 chữ cái. Hồng Liên không phải là thí sinh đầu tiên nhấn chuông trả lời từ khóa, nhưng là người có đáp án chính xác để khép lại phần thi. Ô chữ ở hàng ngang đầu tiên có câu hỏi. Theo kinh nghiệm dự báo thời tiết của người xưa, cơn đằng nào chẳng mưa dây cũng bão giật. Các thí sinh đã thi điểm với đáp án Tây. Khi ô hình ảnh gợi ý được lật mở, Công Minh nhấn chuông trả lời từ khóa nhưng không chính xác. Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi. Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ? Quê hương ta từ ngày khủng khiếp giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn ruộng ta. Nhà ta cháy chó ngộ một đàn lưỡi dài lấy sắc máu, bên kia sông Đuống, Hoàng Cầm, chỉ Quốc Thịnh ghi điểm với đáp án khô. Ở thời điểm này, Hồng Liên đã nhấn chuông trả lời từ khóa và có đáp án chính xác gió Lào. Cô suy luận từ tên gọi khác của gió Lào là gió phương Tây Nam, đặc tính khô rát. Sau phần thi này, Hồng Liên củng cố vị trí dẫn đầu với 220 điểm, tiếp đến Công Minh và Quốc Thịnh cùng 90 điểm, Thu Huyền 30 điểm.
Trong phần thi tăng tốc, Hồng Liên và Công Minh đều có hai lần đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất để có số điểm tuyệt đối. Qua đó, Hồng Liên tiếp tục dẫn đầu với 350 điểm, Công Minh 200 điểm, Quốc Thịnh 170 điểm, Thu Huyền 70 điểm. Phần thi về đích, Đỗ Hồng Liên là người đầu tiên thi. Cô lựa chọn gói câu hỏi 10, 20, 20 điểm và ngôi sao hy vọng cho câu đầu tiên. Cô nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác trong cả hai câu đầu. Câu hỏi cuối cùng, Công Minh giành quyền trả lời và ghi điểm. Hồng Liên về chỗ với 370 điểm. Công Minh đang có điểm 220. Chọn gói câu hỏi 20, 20, 30 điểm và ngôi sao hy vọng câu cuối cùng. Cậu trả lời chính xác câu đầu tiên và cuối cùng để về chỗ với 280 điểm. Riêng câu thứ hai, Hồng Liên giành quyền trả lời để nâng điểm số lên 390. Quốc Thịnh đang có 190 điểm, đã chọn gói câu hỏi 30, 20, 20 điểm và ngôi sao hy vọng cho câu thứ hai. Cậu chỉ trả lời chính xác câu thứ hai. Công Minh có hai lần giành quyền trả lời, nhưng chỉ một lần ghi được điểm. Thu Huyền là thí sinh cuối cùng thi, đã lựa chọn 3 câu hỏi có giá trị 10 điểm, nhưng không mấy thành công. Công Minh có cơ hội để ghi thêm điểm ở gói câu hỏi của Thu Huyền. Kết quả chung cuộc, Đỗ Hồng Liên, Trung học Phổ thông Mê Linh, Hà Nội giành vòng Nguyệt Quế với tổng điểm rất cao là 390. Trương Công Minh, Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi về nhì với 295 điểm. Cùng về vị trí thứ 3, Võ Quốc Thịnh, Trung học Phổ thông Trần Văn Thời, Cà Mau 210 điểm và Phan Thu Huyền, Trung học Phổ thông Thái Hòa, Nghệ An 80 điểm.